Từ núi Ba Cô Tiên, chúng ta lại đi tiếp hơn 100 mét nữa thì đến một cái núi thủng. Núi thủng này có tên gọi là Phe Lộng, thuộc bản Lộng. Chúng ta lại tiếp tục đi sang phía bên kia của ngọn núi xem là nó có cái hình thù như thế nào các bạn nhé. Thế này nó ở bên cạnh rồi đây này. Cái núi Mắt Thần này tranh tivi chờ ở đây rất lâu rồi nhưng mà không thể nào mà bắt được khoảnh khắc này. Cái khoảnh khắc mà mặt trời rơi vào núi Mắt Thần này không phải là lúc nào cũng bắt được. Khoảnh khắc này nó chỉ rơi vào tầm trung tuần tháng 6 hàng năm thì chúng ta mới có thể bắt được Mắt Thần. Đi vào thời điểm này là đầu tuần tháng 8 thì mặt trời đã bị lệch đi rất là nhiều rồi. Cho nên tranh tivi đã phải quay lại từ điện thoại của một bạn. Các bạn mà theo dõi được cái video này thì một lần đến thăm nơi này vào trung tuần tháng 6 hàng năm sẽ bắt được khoảnh khắc này. Lúc này là 4 giờ cho đến 4 giờ 30 chiều. Chúng ta sẽ có được cái khoảnh khắc rất đẹp. Hy vọng một lần các bạn ghé thăm nhé. Đây là bản Lộng. Xóm Bản Lộng, xóm Chi Phương, xã Ngọc Động, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. Đi đến Bản Lộng, xã Tự Do, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng, tranh tivi thấy được một cái phong cảnh rất là đẹp. Tranh tivi giới thiệu với các bạn. Một làng quê miền núi, yên ả thanh bình, phong cảnh rất đẹp. Có suối nước. Một cái nhà kho để nông cụ và nông sản bà con thu hoạch về.
Nhà kho này được xây cất ngay bên cạnh bờ suối. Và thú vị nữa là bên trong này chính là một cái ao thật cách biệt. Nhà kho này còn được nối liền với lại một cái chuồng trâu. Một con đường làng ở đây mà bà con cải tạo nhà của mình thành homestay thì tuyệt vời các bạn ạ. Bởi vì ngay đằng sau ngôi nhà này là cái hang gọi là Phia Lộng. Hang này có thể nhìn xuyên thấu, đây là một cái núi thủng xuyên thấu từ bên này sang bên kia, là một cái núi thủng. Cảnh rất đẹp các bạn nhé. Đấy, yên bình không? Cực kỳ yên bình và nên thơ. Wow, đẹp quá bá ơi. Ở đâu phải quay đây em? Em ở ngoài thành phố ạ. Đẹp quá. Đẹp lắm. Nhà mình ở đây có phong cảnh đẹp mà lại có mấy cái ao liền. Mấy cái ao này bá? Ba cái à? Ôi đẹp nhỉ. Ba cái ao. Mình nuôi cá gì đây bá? Vâng, nhiều thế ao à? Ừ.
Ô, cái chỗ nào cũng đẹp cả nhà. Bái thế mình nuôi cá như thế này, họ mà đến câu ấy thì mình có cho họ câu không? À, cái này không không đâu, họ không không câu đâu. Giả sử mà họ mà đến câu ấy. Thỉnh thoảng họ cũng đến câu câu chơi. Thực ra là như này. Câu được con nào cần lên con đấy. Đúng rồi. Ở ngoài kia là họ thường thường là đi đi câu cá thư giãn đi. Họ câu ở sông thì được ít lắm, thế họ cũng không thích lắm. Thế họ toàn đi vào ao để câu à, vừa thư giãn ngắm cảnh vừa câu cá à. Thế là câu được bao nhiêu là họ cân lên với chủ nhà là tính tiền lấy đi mà. Thế là nhà mình có làm cái dịch vụ đấy không? Không. Ở đây là ai báo. Cảnh rất đẹp. Đây là xã Ngọc Động. Ngọn núi kia nhìn cứ như là con rùa vậy.